Dạ anh ơi, anh có thể cho tôi đi nhờ đến bệnh viện được không ạ? Tôi bắt xe mãi không được. Cô là ai thế? Tôi không phải là tài xế taxi đâu. Dạ, tôi là bác sĩ, hiện tại đang có một ca phẫu thuật rất là gấp. Tôi sợ ảnh hưởng tới tính mạng của bệnh nhân. Liên quan gì đến tôi đâu? Nhưng điều này rất là quan trọng, bởi vì nó liên quan tới tính mạng của con người. Anh giúp tôi được không? Cô nói xong chưa vậy? Tôi nói không rảnh là không rảnh mà. Hai em, hay là em đi qua bên xe anh để anh đưa em đi bệnh viện nhé. Dạ, vậy thì tốt quá, cảm ơn anh ạ. Hừ, cứ thích lo chuyện bao đồng. Anh ơi anh nhanh giúp em với, chứ bệnh nhân đang rất là nguy kịch ạ. Ok, em cứ yên tâm, anh sẽ đưa em đến bệnh viện đúng giờ. Dạ, thật sự cảm ơn anh rất nhiều ạ. Không có gì đâu, em đi nhanh lên. Em ơi, ví của em kìa. Dạ, lại, các xe đang ở viện. Nhưng mẹ tôi ở trong đấy. Không được, xin lỗi. Ủa anh kia, anh ở đây làm gì? Đây là bệnh viện chứ không phải nhà của anh đâu. Là anh sao? Chứ hỏi em là người nhà của bệnh nhân ạ. Là tôi ạ. Dạ, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Chúc mừng anh. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Bác sĩ đã cứu sống mạng mẹ tôi ạ. Bác sĩ ơi, ví của bác sĩ quên ở trên xe của tôi. Dạ, cảm ơn anh ạ. À, anh không cần phải cảm ơn tôi đâu. Anh hãy cảm ơn người đối diện của anh đi. Nếu không có anh ấy thì bệnh nhân không qua cơn nguy kịch này rồi. Cảm ơn anh nhiều ạ. Tôi khuyên với anh một câu như thế này. Giúp đỡ người khác ấy, đó chính là giúp đỡ chính mình. Mình không chung giấc bao. Chúng ta khi sinh ra đều có tạo hóa riêng. Bao lời danh chẳng bằng. Ta cùng chung ước.